vừa rồi là ca khúc được mang tên Hot, một ca khúc rất là sôi động dành tặng đến tất cả quý vị, các chị và các bạn. Và trong buổi sáng mà rất là ngày được vui như ngày hôm nay thì tất nhiên rất là vinh dự khi được có mặt trong buổi mở bán của FSC để dành tặng đến tất cả quý vị, các chị và các bạn những ca khúc sôi động nhằm mà mang đến những không khí vui tươi và sôi nổi hơn cho buổi sáng ngày hôm nay. Và một ca khúc tiếp theo thì sẽ được bắt đầu sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị, các chị và các bạn. Một ca khúc sôi động tiếp theo, ca khúc được mang tên Be The Sexy sẽ được dành tặng tất cả quý vị, các chị và các bạn ạ. Yeah.
Xin cảm ơn chào mừng tất cả quý vị nghe chương trình của các bạn rất nhiều. Và một ca khúc sôi động tiếp theo sẽ có được bạn trời ơi, chúng mình đang bảo là thế thôi. Hát đó là phim thủ của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Và ca khúc này là một ca khúc mà đã đưa Đông Nhi lại gần hơn với tất cả quý vị, các chị và các bạn. Và đó chính là ca khúc được mang tên Bad Boy. Xin được tặng tất cả quý vị ạ. Cảm ơn rất nhiều.